Chào mừng các bạn trở lại với channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý những trường hợp phong bị lỗi như thế này. Cái lỗi này đó chính là nó sai bản mã, bởi vì chúng ta có rất nhiều bản mã ở đây. Bản mã lúc mà soạn những cái văn bản này nó khác với lại bản mã chúng ta đang sử dụng. Đó là lý do nó bị lỗi như thế này. Cách xử lý là chúng ta sử dụng phần mềm YubiKey, một phần mềm bộ gõ miễn phí rất là nổi tiếng. Hầu hết máy các bạn đã được cài đặt sẵn rồi. Nhưng mà máy bạn chưa cài đặt thì các bạn sẽ vào YubiKey. Các bạn vào trang chủ YubiKey, download về và cài thôi. Chúng ta sẽ có cái biểu tượng này. Cái lỗi này xử lý rất là đơn giản các bạn. Chúng ta chỉ việc chuột phải vào đây, các bạn chọn vào công cụ, các bạn sẽ chọn đây bản mã nguồn và bản mã đích. Đây, hiện tại là mình sử dụng font Times New Roman nè. Đây là bản mã Unicode, nhưng mà mình nghi ngờ cái này nó sử dụng bản mã Vini, thì thông thường nó chỉ loay hoay quanh hai bản mã này thôi. Thì mình sẽ tôi chọn copy, mình sẽ chọn đây là Vini, bản mã nguồn và bản mã đích là Unicode. Mình sẽ nhấn chuyển mã, đóng lại, ở dưới mình dán ra, lập tức bạn thấy được sửa lỗi. Chúng ta cũng có thể sử dụng cái tổ hợp phím nhanh, đó là Ctrl Shift và nút F9. Đó, chúng ta tô chọn Ctrl C để copy ha. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl Shift F9, rồi chúng ta paste, bạn thấy nó được sửa lỗi. Một số phần mềm đồ họa như Photoshop, Premiere hay là phần mềm sử dụng ở đây, mình có GetSet ở đây. Tuy nhiên là mình thấy cái phông này không được đẹp, mình chuyển qua những phông khác nó đẹp hơn nè. Lập tức là bạn thấy nó bị lỗi liền. Ở đây thấy đúng ha. Ok, ở đây lại Photoshop cũng rất hay bị lỗi như thế này. Tương tự, đó chính là nó đang bị khác bản mã giữa Unicode và Vini. Đây chúng ta sử dụng phông Vini nè, nhưng mà Windows, Mac nó sử dụng Unicode. Do đó chúng ta sẽ chuyển những dữ liệu này trở thành Vini. Ta copy, tương tự, ta vào công cụ. Đây, các bạn chuyển Unicode thành Vini. Rồi, nhấn chuyển mã. Ok, đóng. Bây giờ các bạn dán trở lại. Ok, mình đã có phông đúng trở lại nè. Photoshop, Premiere rồi cũng tương tự như vậy. Vấn đề là do bản mã, các bạn sử dụng phông nào thì các bạn phải đúng bản mã đó. Giống như lúc gõ, các bạn phải gõ đúng, bạn phải chọn đúng bản mã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip kết, các bạn đừng quên like, đừng quên thần, sáng ba và có thể subscribe channel của mình để theo dõi clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.